chuyện cười Trạng Quỳnh, Trạng chết chúa cũng băng hà. Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được 10 hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng, "Hôm nay ta vào hầu yến chúa, lành ít giữ nhiều." Ta có mệnh hệ nào thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào bóng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang. Dặn xong lên võng đi. Quỳnh vào đến cung đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo: lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi bảo ăn yến, người không được từ quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ không ăn không được vừa nếm một miếng thì chúa hỏi bao giờ quỳnh chết quỳnh thưa bao giờ chúa băng hà thì quỳnh cũng chết ăn xong quỳnh thấy trong người khang khắc cáo xin về vừa về đến nhà thì tắt hơi vợ con cứ theo lời quỳnh dặn mà làm chúa sai người dò xem quỳnh có việc gì không thấy quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì. Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết. Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và chạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng, Chẳng chết chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ nít thì cà đỏ trôn.